Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình cũng đang chữa chiếc xe SH1 này. Xe này thì nó đúng ra là bị chuột cắn nát hết đường điện luôn anh em ạ. Mình cũng đang chữa dở đây thì mình lại nhận được chứng nhận của công ty gửi về cho mình. Vâng, nay chính thức công ty gửi chứng nhận cho mình. Vâng, đây là chứng nhận là mình là nhà phân phối các sản phẩm của công ty DTD ô tô Việt Nam. Và trước đây thì mình là đại lý của công ty. Đây anh em này, đây là chứng nhận cũ này. Đây là chứng nhận cũ. Đây là địa chỉ của mình luôn anh em nhé. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi là anh ở đâu thì đây chính là địa chỉ của mình, đúng không ạ? Đấy. Vâng, vậy thì trước đây mình là đại lý, còn bây giờ thì mình đã lên cấp là nhà phân phối rồi anh em ạ, cấp nhà phân phối rồi, nhà phân phối rồi. Số căn cước công dân của mình, đây là số căn cước công dân anh em nhé. Đấy, vậy thì chứng nhận là nhà phân phối thì sẽ chi tiết hơn, đúng không ạ? Có số căn cước công dân ở trên giấy chứng nhận. Vậy thì với sức nóng của Moto Thân Táp thời gian vừa qua thì anh em dùng rất là đông. Ngoài những anh em mà chưa có máy, anh em chưa dùng máy chẩn đoán lỗi bao giờ thì anh em cũng biết tới máy Moto Thân Táp rất hiện đại, và anh em cũng đi tắt đón đầu anh em mua luôn máy Moto Thân Táp mà anh em không dùng qua những dòng máy cầm tay nữa. Còn vừa rồi thì rất nhiều anh em đấy, có máy cầm tay thì anh em cũng đã bán đi, chuyển đổi dần sang máy Moto Thân Táp. Và mình nghĩ rằng cái xu thế này sẽ rất là nhiều trong tương lai, bởi vì máy Motion Tap tích hợp được rất nhiều các chức năng hiện đại, đúng không ạ? Và với sơ đồ mà diện kèm theo đấy, bộ máy anh em sẽ không phải mua phần mềm bên ngoài nữa, đúng không ạ? Với những cái dòng máy cầm tay thì anh em phải mua phần mềm, đúng không ạ? Đấy. Còn với Motion Tap thì phần mềm đã được tích hợp sẵn ở trong bộ máy rồi, cho nên là anh em cứ dùng theo bộ máy thôi mà anh em không cần phải mua phần mềm nữa. Vâng, đấy cũng là một trong những cái ưu điểm vượt trội của máy Motion Thân Táp. Vâng, vậy thì chắc là sau lần công ty gửi cho mình chứng nhận là nhà phân phối các sản phẩm của công ty thì chắc là chứng nhận đại lý này mình cũng sẽ tạm cất đi, đúng không ạ? Không dùng đến nữa. Vâng, và mình cũng đã chính thức trở thành nhà phân phối của công ty rồi. Vâng, vậy thì với chức năng, nhiệm vụ cũng như là quyền hạn của nhà phân phối thì mình có thể là cung cấp máy chẩn đoán lỗi cho các đại lý khác được anh em ạ nhé. Mình cung cấp máy chẩn đoán lỗi cho các đại lý khác được. Vâng, vậy thì với ba miền Bắc Trung Nam thì mình là nhà phân phối của miền Bắc, vậy thì còn hai nhà phân phối ở miền Trung và miền Nam nữa, nhưng mà chưa thấy công ty công bố là đại lý nào được chọn cả anh em ạ. Mới miền Bắc mới chỉ có mình thôi. Vâng, vậy thì đây là địa chỉ cụ thể của mình này anh em này, rất rõ nhá, rất chi tiết. Đấy, rất nhiều anh em nhiều khi điện thoại cứ hỏi anh ở đâu, anh ở tỉnh nào, thì đây hôm nay mình quay trực tiếp chứng nhận gần như thế này để anh em cũng biết được là địa chỉ này, đúng không ạ? Số căn cước công dân của mình này, đúng không ạ? Đấy. Công ty đã cấp giấy chứng nhận cho mình. Vâng, vậy thì những anh em mà có nhu cầu, đúng không ạ, sắm máy mô tô Second Tap cũng như là có nhu cầu chuyển đổi từ các dòng máy cầm tay sang dòng máy Moto Thân Táp thế hệ mới cao cấp như thế này thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Vâng, với một cái số điện thoại duy nhất là 0979 407 116, mình sẽ cung cấp các thông tin về các dòng máy chẩn đoán cho anh em này, rồi các bộ đồng hồ đo điện, các bộ đồng hồ đo áp, vân vân. Còn mình cũng nói qua là với những anh em mà dùng ít, anh em không cần những cái chức năng nâng cao ấy, thì anh em dùng máy Motoken CE này thì phiên bản này gọi là phiên bản tiết kiệm chi phí anh em ạ. Đấy. Thì phiên bản này là dùng cho những anh em gọi là dùng ít, không cần những cái chức năng nâng cao, công việc cũng vừa đủ, đúng không ạ? Thì anh em dùng phiên bản này cho nó tiết kiệm cũng được. Thì phiên bản này thì cũng có cáp đa năng ở trong anh em ạ, có một sợi cáp đa năng rồi. Đấy, thì phiên bản này có 8.300.000 đồng, đây mình cũng ghi đây để anh em nắm được luôn. Còn các thông tin về chức năng của máy
làm được những gì thì anh em nhìn ở trên bao bì sản phẩm công ty cũng ghi rất là rõ. Vâng, mình sẽ quay rất là rõ như này để anh em quan tâm tới dòng máy này, thì anh em có thể chụp màn hình lại thì anh em cũng biết là máy Motoken CE làm được những cái việc gì, đúng không ạ? Đấy, anh em chụp màn hình lại nhé. Được, vậy thì phiên bản này là 8.300.000 đồng. Còn các bộ đồng hồ thì anh em chắc nắm được rồi, đúng không ạ? Các bộ đồng hồ đo điện, các bộ đồng hồ đo áp của công ty Ditoto, là riêng đồng hồ đo áp nhiên liệu, áp suất bùng đốt thì công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc, nên công ty cũng lựa chọn nhà đồng hồ uy tín chất lượng, cho nên là cho thông tin rất là chính xác. Vâng, vậy thì chắc là từ hôm nay mình sẽ treo chứng nhận của mình, đúng không ạ, là nhà phân phối các sản phẩm của công ty Ditoto Việt Nam. Vâng. Vâng, vậy thì máy Motion Tap thì lúc nào mình cũng rất là nhiều và sẵn nhá. Vì với chức năng nhiệm vụ của một nhà phân phối thì lúc nào nguồn máy cũng phải dồi dào. Anh em chỉ cần gọi điện cung cấp thông tin, đúng không ạ? Có yêu cầu về máy là mình sẽ gửi máy đến địa chỉ anh em cung cấp. Rồi anh em có nhu cầu về các máy tính bảng thì mình sẽ kết nối luôn, đúng không ạ? Mình thường hay mua ở FPT máy tính bảng Tab S6 của Samsung. Mình sẽ mua giúp anh em và mình cài đặt sẵn và anh em về chỉ anh em được dùng thôi nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu kết nối luôn với máy tính mà mua máy tính thì anh em chuyển khoản cho mình cái tiền máy tính trước, mình sẽ mua giúp anh em. Đấy, riêng máy tính là mình mua hộ thôi và mình sẽ cài đặt sẵn và anh em chỉ việc về dùng thôi, anh em không phải cài đặt nữa nhé. Vâng, vậy thì chính thức mình đã trở thành một nhà phân phối của công ty rồi anh em ạ. Vâng. Và đây chính là địa chỉ chính thức của mình. Và đây thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình, đúng không ạ, để mình đạt được những kết quả mục tiêu ngày hôm nay. Vậy thì anh em có nhu cầu về các sản phẩm từ nhà phân phối của mình sẽ tư vấn cho anh em, cứ kết bạn Zalo mình nhé. Mình cũng xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.